Chào cả nhà nha. Sáng nay hai anh em Tùng đang càng cái đám cỏ này cả nhà. Ông anh Tùng đã gặp được tổ đầu tiên cả nhà. Ngày mới cũng xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Và luôn luôn thành công cho cuộc sống nha cả nhà. Hôm nay là cũng là 30 tháng 4 cả nhà ơi. Thì Tùng cũng chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc nha cả nhà. Đây, ông anh đang dọn vô ông làm thế này cả nhà. Đây cả nhà. Tới. Nằm lúc trong nó hơi khó quay cả nhà, chờ xíu ông anh đem thành quả ra cái quay kỹ hơn nha cả nhà. Chờ xíu. Đây, ông anh cầm ra cả nhà, vô vũ nha, vũ gắt tàn lại cho nó. Vũ không được luôn hả? Gơm quá gơm cả nhà. Cái sĩ anh Liêm ha. Sĩ. Ô, mực được lắm hết chứ. Không sĩ. Ừ. Quá đỉnh. Đây, quay ngang quay cả nhà xem. Ấy quay đi, đó. Đây cả nhà. Quá thế rồi cả nhà. Quá đỉnh luôn cả nhà. À, cuối mùa mà còn bắt ong đỉnh về quá xuống. Đây, gác lại cho nó cái anh Liêm. Thôi anh em Tùng tiếp tục đi kiếm nha cả nhà ơi. Có Tùng lại quay cả nhà mình xem. Đi đã đời cái hai anh em gặp được thêm tổ nữa cả nhà. Đóng trên đây này cả nhà. Đó, thấy cục đen đen cả nhà. Để Tùng tùng sát một chút. Đây. Đây cả nhà. Đây cả nhà. Đây, ổ to tí đỡ quá cả nhà ha. Hơi nhỏ. Thì chờ xíu anh Liêm leo lên cái anh bắt mình quay thành quả kỹ cho cả nhà xem nha. Chờ từng xíu. Đang cầm. Ui ui. Rồi. Anh thì không sao nhưng mà em có. Cắt cái cây nào anh Liêm ra quán này cũng được. Dính tay em cái đâu. Sớm chưa đánh răng sao cả nhà, chết đau chết luôn. Nãy nhìn thì không quay sao. Đây cả nhà. Cục mặt này, nhìn tương đối cũng được cả nhà. Chạy dưới lên. Anh nghiêng kìa. Anh chạy. Mời. Đó. Hai ổ rồi có quyền trong phòng gần nửa lít nha cả nhà. Xì rử hơn xì rử rồi đó. Tiếp tục đi kiếm cả nhà. Có Tùng lại quay cả nhà mình xem. Anh Tùng gặp ở cái lùm này ổ nữa cả nhà. Nó đang ra vô nhiều cả nhà, không biết lớn nhỏ. Cắt luôn cái cây bên đây em càng dưới anh đi. Thấy ra vô chưa thấy ong nha cả nhà. Không biết bự không? Được. Bự không ổ nhỏ chút. Bự không ổ nào ổ bự hơn ổ nhỏ. Bự hơn ổ nhỏ. Bự hơn mà bự hơn ổ nhỏ. Ủa. Đây cả nhà. Đóng giữa cái lụm. Nói được cái cục mặt ngọt. Em quay vô cũng quay hiểu không thế cho cái nhà nhìn kỹ ra. Mật mùa này bao đỉnh nha cả nhà. Đây. Mật chú trú luôn cả nhà. Chờ xíu mà anh dọn kỹ cái anh cắt đem ra mình quay hình quả tiếp nha cả nhà. Nhìn kỹ hơn. Anh cầm ra cả nhà. Tương đối được nha. Em cầm một mật anh dắt cái tàn đó. Cả sĩ cái ui da sĩ nè giữa trán à ui quấn cho mũi giữa trán cái nhà đây cục mật sướng không cả nhà nó khui ra giờ nó khui ra nó đổ mật vô luôn thôi sướng anh Liêm đúng khui ra đổ mật vô luôn anh Liêm nhìn chạy nó quá được mật dây cái gì. Đây, để anh Manh bỏ vô xô cái đi tiếp cả nhà. Có Tùng lại quay cả nhà mình xem nha. Mật đã quá cả nhà.
ông anh gặp bên kia tổ cả nhà. Đây, tùng chặt ở đây gai gai quá trời cả nhà. Ông cũng được rồi cả nhà. Ông anh ở mặt bên kia, tùng mặt bên này nha cả nhà. Bên đây thì cũng mặt cả nhà nhìn. Trú luôn cả nhà. Cũng mặt. Tuy ổ nó nhỏ thì cũng mặt đã lắm cả nhà. Cái chẹt nó sao anh. Rồi để ông anh qua đó gạt dắt tàn cái nó luôn nha Liên. Thôi anh em Tùng lại tiếp tục kiếm cả nhà. Có Tùng lại quay cả nhà mình xem nữa nha. Đây tổ nữa cả nhà. Ổ này cũng nhỏ cả nhà. Cao quá sao nó cục mật nó làm không nù đi ha. Chưa quay được ổ ong cho cả nhà xem. Đây cả nhà. Mình cũng được lắm cả nhà. Sáng giờ anh em bắt thì không có ong bự nha, ong giòn cũng có. Cũng đỡ cả nhà. Ổ này nữa hình như 4 ổ hay đi. 5 ổ. 4 ổ 5 ổ. 4 chứ. Còn 5. 5 4 ra. Còn này còn 5. 5 hả? 5 ổ cả nhà. Hai anh em Tùng gần cả lít rồi cả nhà. Mới sáng sớm vô đều 3. Giờ này mới 9 10 giờ. Cả lít rồi cả nhà. Quá khỏe. Anh em có ai mà ở gần khu vực này đi bắt ong á thì kể lên đây bắt với anh em Tùng nha cả nhà. Tùng đang ở Bombo cả nhà. Thì đang đi mấy cái luồng ở Bombo này cả nhà, mà mật đợt này đỉnh quá. Anh em có đi chạy đây bắt với anh em cho vui nha. Anh em Tùng bỏ vô sâu cái tiếp tục đi kiếm nữa cả nhà. Gặp nước cả nhà. Anh em Tùng tiếp tục đi gặp ong. Hầm quá cả nhà, trời nóng quá. Đây cả nhà, đây có ong đóng đầy đây. Bữa nay Tùng đi vô cái cục chòi này bắt liền liền, nhưng mà ổ nhỏ không cả nhà, không có lớn, nhưng mà mật đỉnh nha cả nhà, bao đỉnh. Đúng rồi, thiệt bữa hổm Tùng đi Bombo thì là đợt trước mình đi là nó chưa có mật đỉnh đó cả nhà. Đợt này đỉnh quá. Anh em mà có ai mà đi bắt ong thì tranh thủ lên nha. Giờ cũng cuối mùa, cũng chắc anh em cũng nghỉ nhiều cho nên cũng còn ong cả nhà, đi cũng dễ kiếm ong. Mà ổ hơi nhỏ cả nhà ha. Một đỉnh quá, đã quá. Các cái nhánh nào gắt cái tàn đó. Kiếm dây nha. Cây gì cứng chưa? Cây khô quá. Ổ già cả nhà. Gắt đây cho nó. Xói cái cây đi. Chắc đây cho nó luôn đi. Mặt đẹp lắm cả nhà. Tùng mặt nó nhỏ mà được lắm nha. Nên mà Tùng được kiếm cả nhà. Có mình lại quay cả nhà xem nha. Hai anh em Tùng đi ngang gặp đường ổn nữa cả nhà. Còn lớn cả nhà, khủng khiếp. Chạy ngang cái này. Đây em cầm này. Đây cả nhà, nặng lắm. Coi cục mặt. Quá khế cả nhà nè. Đã lắm. Hai anh em leo lên người cắt người chụp ở cả nhà. Cũng hơi trầy cho nên không có quay được cái lúc bắt. Mệt quá cả nhà. Dừng xe này cả nhà, ngay chỗ xe luôn cả nhà. Giờ ông nó còn bay lên trên xe. Anh em không bỏ vô có tiếp tục đi kiếm cả nhà. Đây cả nhà, thành quả sáng giờ. Chụp trong thùng hơn lít rồi cả nhà. Mới có hơn 10 giờ. Hơn lít ổ này nữa chắc phải lít rưỡi cả nhà. Anh em Tùng mà tiếp tục đi kiếm cả nhà. Có Tùng lại quay cả nhà mình xem nha. Gặp trên ngọn điều cũng tổ nữa cả nhà. Mình đang leo lên. Mới bu hay gì anh Liêm à. Kiếm quá kiếm. Mới bu thì cũng cắt. Thấy có cục mật rồi cả nhà mà không biết là
rum mà xét tối với ta tối quá cả nhà tùm rum miếng thôi đây cả nhà. Kiếm quá kiếm cả nhà, để ông anh cầm xuống cái Tùng quay kỹ hơn cả nhà. Ông anh đang cầm xuống cả nhà, ẩu non cả nhà, ông mới dậy. Em chưa tới. Xuống miếng nữa mới được. Em cầm. Đây cả nhà. Trời ơi cụ mật. Chờ một xíu đây. Mới về luôn cả nhà, tàn này. Chưa có miếng con nào hết. Trời ơi cụ mật trú luôn cả nhà. Để anh gọt bỏ vô cái tiếp tục đi kiếm cả nhà. Gặp được một tổ mới bu nữa cả nhà. Tổng trên lúc cái ngọn điều này cả nhà. Đầm trùm một tiếng này. Đây cả nhà. Ổ này cũng mới về luôn cả nhà. Để anh cầm xuống cái quay kỹ hơn cả nhà ha. Đây, hôm nay Linh đang đeo bình dọn. Mới về luôn cả nhà. Bắt hai tổ mới về. Đây. Cả nhà nhìn nè. Mới về thiệt nhưng mà cục mật. Ôi da, này. Ở này chưa chăm đầy lắm cả nhà, nhưng mà cũng được. Ok lắm. Này, thành quả của anh em Tùng mà nãy giờ cả nhà. Có giật được ổ nữa, cái nhỏ của Tùng cũng quay nữa nha, ổ này. Có Tùng cũng quay luôn. Ý quên nó khó quay chứ nhỏ gì nó lộn. Nó khó quay cả nhà, khó quay cái Tùng không quay. Cũng bữa nay đi em đi cũng đỡ cả nhà. Xem 2 lít rồi cả nhà. Tiếp tục con Tùng này quay cả nhà mình xem nữa nha. Gặp trong đây đừng tổ cả nhà, mà bỏ đi cả nhà. Còn mấy con ong. Chờ anh Tùng xíu nha. Già quá già đi luôn. Trời ơi, ăn hết nửa ông rồi. Già quá bỏ đi. Già quá bỏ đi cả nhà, ăn hết nửa ổ luôn cả nhà. Còn chết mau. Trời ơi, ông. Còn cũng còn con ông nha cả nhà mà mấy con. Trời chứ chắc gọn hơn rồi. Má con mặt xuống tới đây luôn là ăn mất. Nó thiệt. Đầu trên nó cũng ăn khúc lên nè. Đi ăn cành kìa. Ôi hơi dướng nè. Đây cả nhà. Trời ơi, bự lắm cả nhà. Còn cả sĩ á anh em. Cả sĩ nha. Ăn hết mớ. Ăn hết mớ. Con mẫu này phải hơn sĩ. Để coi chưa? Chưa coi em. Thì anh em Tùng tiếp tục đi kiếm nha. Có anh em Tùng lại quay cả nhà mình xem. Còn đỏ quá cả nhà. Từ ở bên kia cái đập, cái anh em Tùng vòng qua đây tiếp cả nhà. Vòng ở chỗ mấy con trâu. Bên đây có mấy bụi tre gai cả nhà. Qua nhìn cái thấy nó treo ở trên bụi tre gai này cả nhà. Mà giờ nó khuất quá. Khuất vậy Tùng quay cả nhà cũng không nhìn được nha cả nhà. Chờ xíu ông anh dọn tôi tới cái nên Tùng bắt Tùng quay thành quả cả nhà mình xem nha. Anh Tùng dọn tôi tới của ông nha cả nhà. Nhìn cũng mập cũng được nha cả nhà. Cái này chật quá Tùng không quay được nữa cả nhà. Tùng quay sơ về cái xíu anh cầm xuống cái quay tiếp cả nhà mình xem nha. Đây, ông anh cầm ra cái này. Để ra ngoài này dắt tàn luôn cả nhà. Nặng quá. Thôi nha. Rồi cục mật cả nhà. Dù khởi à. Quá khởi cục mật cả nhà. Hơn xị cả nhà. Quá khủng.
ấy ấy bật cắt cái gai bên này, cái anh cầm em, cái anh chụp ghi hình lại cái anh đi. Cầm quá thơi cả nhà, quay xin xác chút nè. Vô 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 quá bự cả nhà, để anh em tùng gạt tàn vô cái tiếp tục đi kiếm nữa cả nhà, gạt lại cho nó bỏ mật vô cái. Anh em tùng gặp một tổ trong bụi tầm dông nữa cả nhà. À, trời nóng quá cả nhà, giờ trưa trưa lắm, trưa nóng quá trời, hầm nóng tí vậy, thổi vô cái này. Đây cái này đóng cái kiểu kèo xu vô kia cái này, đây là nó cũng hơi khó, chờ xíu em đi gọt kỹ vô cái này. Quay hình quả cái này mình xem, trời hầm quá cả nhà, nóng quá. Cây nhỏ này tước tay em luôn, cái nát này được từng qua đây quay ra cái nhà mình kiếm. Có nhìn không? Cắt được không? Cắt được chậm, cắt được. Được. Để cầm ra cái quay tiếp nha cả nhà. Đây cả nhà, mình cầm ra cả nhà. Nửa xì, hơn nửa xì cả nhà. Đó không, cũng được. Tương đối. Gần cả xì với Liêm ha. Ừ. Không kế. Đợt này ông đỉnh rồi cả nhà, ít kéo. Bỏ nó bên này luôn hả, bên kia. Thành quả không? Sáng giờ của năm tùng cả nhà, nói chung là cũng đạt nha, hơn 2 lít rồi cả nhà, 2,5 lít. Tiếp tục đi kiếm cả nhà, có anh em tùng lại quay cả nhà mình xem nha. Hai anh em tùng gặp được ổ cả nhà, đây cả nhà. Trời, con cá sấu cả nhà già chát rồi chơi luôn. Đợi để em quay cái đi. Đây cả nhà. Khá đẹp nha cả nhà, mở hơi cao không sao bắt. Chờ xíu tụt bắt xuống tụt đem quay hình quả cả nhà xem nha. Đây cả nhà, mới cắt xong cả nhà, tổ khá già cả nhà, nhưng mà khá già. Tại nó cắt gác lại cho nó, cho nó có làm mật được thì ở nó có nở con nào nuôi nở, không có ké luôn cả nhà. Rồi anh em tùng mình lại tiếp tục đi kiếm nha cả nhà, có anh em tùng lại quay cả nhà mình xem. Anh em tùng mình tiếp tục gặp được tấu nữa cả nhà, ủa mới về cả nhà, ngon. Thổi cái này chưa có tàn cả nhà, nhưng mà có mật rồi, chứ có mật là khoái cả nhà, tàn tàn thì cậy nó để bữa nó làm sao cả nhà. Cái cây nó chỉnh cạn nè, cây đó. Đây cả nhà. Trời ơi, cục mật chú chú luôn. Mới làm luôn. Cục mật gần cả sĩ á cả nhà. Ở cho bắt mèo hình như. Mèo vô. Mèo cũng như vô. Không con. Đó. Vũ như con đó nha. Ờ, cùng mặt. Có đỉnh. Cùng mặt cả nhà. Đây. Quá thế rồi cả nhà.
mới đi làm chứ không là cục mật này bự lắm cả nhà. Đã quá. Anh em tụi bỏ vô sâu cái đi tiếp nha cả nhà. Trời mưa rồi cả nhà ơi. Anh em Tùng lúc nãy tranh thủ chạy ra luôn, không có quay cái khúc thành quả cuối cùng đó cả nhà. Đây anh em Tùng về tới nhà cả nhà. Đây. Hôm nay là thành quả của anh em Tùng cả nhà. Chắc khoảng cỡ 4 lít đó cả nhà. Gần sâu cả nhà. Cũng nặng lắm cả nhà. Nói chung là cũng khá ổn cả nhà. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nha. Và luôn luôn ủng hộ cho anh em Tùng nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha.